Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhé. Nay mình lại lên mấy cái đĩa size nhỏ nhưng mà họa tiết toàn bộ vẽ bằng tay quay lên cho mọi người. Đấy, đây là một cái một chiếc đĩa rất là nhỏ. Đấy, đây mọi người, để mình dựng nó lên một chút đã. Không lên được. Đây một cái đĩa này rất nhỏ và xinh luôn. Đây họa tiết vẽ bằng tay của nghệ nhân luôn mọi người nhé, vành vành vàng. Cái đĩa này chắc là rất là lâu rồi mọi người, đằng sau cũng có chuyện vào chữ ký, không có chuyện nhưng có chữ ký mọi người. Hôm nay mình sẽ lên ba cái đĩa size nhỏ mọi người nhé. Mọi người ai mua cái nào thì cứ liên hệ với mình nhé. Đây là cái này là cái số 1. Đây chữ ký ngày tháng đây mọi người, chữ ký của nghệ nhân họ vẽ nhé mọi người nhé. Đây mình đăng trước để mình đo kích thước cho mọi người xem. Kích thước của cái đĩa này là nó có 25 thôi mọi người ạ. Đĩa này rất là nhỏ, kích thước có 25 thôi, nhưng mà mình thấy nó họa tiết vẽ bằng tay trông rất là đơn giản, nhưng mà nhìn mọi người nhìn kỹ rất thấy rất là đẹp luôn. Đấy, nên là mình bảo thôi mình cứ lấy về, nhưng mà có bạn nào thích thì mình để cho các bạn đi chơi vậy. Đấy, đây là một cái mọi người nhé. Đây và một chiếc đĩa thứ hai. Đây mình cho mọi người xem đằng sau á. Đây chuyện dấu có chữ ký đầy đủ luôn mọi người nhé. Đấy, một hàng chữ luôn. Đĩa này rất là trông rất là xinh luôn mọi người ạ. Đây mặt đằng trước nó đây mọi người. Đằng trước đây là có hai con cò. Hai con cò đang bay mọi người nhé. Nó cái này nó không có chân, nên là mình để cái chân này nhìn nó không được đẹp đâu mọi người. Cái đĩa này chiều cao của nó khoảng độ tầm 3 mọi người, chiều cao thì 3. Còn mặt của nó là 31 mọi người nhé. Đây là cái đĩa vừa nãy là cái đĩa số 1, đây là cái đĩa này đĩa thứ 2. Nên mọi người ai muốn mua cái đĩa này thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người. Đây là vẽ bằng tay nhé mọi người nhé. Vẽ bằng tay tất chứ không phải là in nước gì đâu mọi người nhé. Nền đỏ. Hai con chim màu trắng. À hai con cò màu trắng. Rất là đẹp luôn. Đấy, mặt của nó 31 mọi người nhé. Mặt của con này là 31. Nên mọi người ai mà muốn mua cái này thì mọi người cứ liên hệ với mình. Hạt rẻ bèo luôn. Đảm bảo là các bạn đã hỏi đến mình là sẽ mua được cái đĩa này thôi mọi người ạ. Cái đĩa này nó chỉ vài trăm nghìn thôi mọi người nhá. Đây là còn một cái này. Thì cái này thì phải nói tương đối là đẹp luôn mọi người ạ. Cái này đĩa thứ ba đây mọi người. Mình cho mọi người xem vào cái đằng sau nữa. Đĩa này là đĩa Kutani mọi người nhá. Chuyện Kutani men dạn. Rất là đẹp luôn. Đây, Kutani men dạn luôn. Đây, mình nhìn lại đã. Cái này không sao chứ mày. Đây cái em đĩa này. Đĩa này họa tiết vẽ bằng tay, chim và hoa mẫu đơn vẽ nổi khối lên mọi người nhá. Những cái này là vẽ nổi hết lên đấy, không phải là chìm xuống nhá. Viền cũng vẽ nổi luôn. Cái đĩa này thì cũng khá là sâu tuổi rồi đấy. Viền xanh này trông rất là thô sơ nhưng mà đĩa rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mặt của cái đĩa này là 32 mọi người nhé. Đĩa này 32. Chiều sâu của cái đĩa này vào khoảng 5. Chiều sâu khoảng 5 mọi người ạ. Đĩa rất là đẹp luôn. Vẽ có 3 con chim và hoa mẫu đơn mọi người nhé. Men dạn. Rất là đẹp luôn. Viền này cũng đắp vẽ đắp nổi khối lên nhé mọi người nhé. Đây. Quay mọi người, em quay lại sát vòng quanh này cho mọi người xem mà có ai muốn mua cái đĩa này thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ báo giá cho mọi người, xong rồi mình sẽ báo giá để mọi người mua được mọi người nhé. Mọi người cứ thoải mái báo giá cho mình nhé mọi người nhé. Cứ thoải mái hỏi giá mình. Nhưng mà tôi cứ liên hệ với mình hỏi giá, mà lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi anh em mình cứ quay thêm một cuộc trò chuyện thảo luận về gốm với nhau mọi người nhé. Mọi người ai mà muốn mua cái đĩa nào thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình dùng Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây một cái đĩa này size nhỏ nhất, đây là đĩa số 1 đấy mọi người nhé.
mình quay sơ lại cho mọi người xem một chút nữa. Đây, đĩa số 1. Đây là đĩa số 2. Đây, 1, 2, 3, 3 cái đĩa này mọi người nào. Ai ưng cái đĩa nào thì mình sẽ để cho mọi người cái đĩa đấy. Mà ưng tất thì mình để tất luôn. Chẳng rất là đẹp luôn mọi người. Đây, cái đĩa này, này. Mình thấy cái đĩa này mình thấy đẹp này. Vẽ hoa mẫu đơn nổi khối hết lên mọi người. Rất là đẹp luôn. Thôi một lần nữa cho mình gửi lời chào đến tất cả mọi người nhé mọi người. Thôi mình xin chào mọi người nhá. Mọi người nếu mà muốn mua cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhá. Thôi mình xin chào mọi người. Bye bye mọi người.